Vậy thì cái laptop Lenovo đó nha, nói chung là hàng VIP, hàng này là bao đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây là cổng này là Vera nè, cổng này HD nè, ha, phone nè, nói chung là máy đẹp đó. Cái chỗ này nè, không đẹp luôn, nói chung là cái máy này nguyên bản nguyên zin mà đẹp lắm, luôn chị ơi. Màn hình thì chào bá luôn nè, thấy không, chị thấy đẹp không? Nói chung con này hơi bị VIP nha, em cho cũng chị coi cái cấu hình trước đi rồi em sẽ vô trong em test cho anh chị coi. Con này là con i5 nha, RAM 4GB, thế hệ 4, i5 mà thế hệ 4 nha. Nó chạy Win 10 nha. Đó, thấy chưa? Con này hơi bị đỉnh nha anh chị. Rồi em cho nó chạy nha. Laptop này để học hành hay là chơi hay là đi đi bên âm thanh thì cũng cái này, đường này em thấy cũng ngon hết trơn, tại vì máy này đã test rồi. Em mới test thiết thị nè. Thì pin của máy là em bao cũng chỉ là bao cầm nha, đó. Thấy không, chị thấy đẹp đẹp kinh khủng không, liên khúc trữ tình nó vô liền, thấy không? Chung là mấy chú mấy bác mà đi làm âm thanh thì mấy máy này hơi bị ngon nhá, để xài mà không cần bấm. Đó, em đang chỉnh chế độ full HD đó, vô màn hình bé ơi, con này chạy hơi bị nhanh nha. Đó, thấy đẹp không? Nói chung là full chức năng nha. Tại đơn vị này giao máy thì em thấy vừa bụng lắm á, tại vì đồ VIP mà, đồ VIP mà gọi là VIP mà còn hoạt động tốt, nó không có lỗi lầm chứ. Chơi thì một phần chó nó sửa mà em hết hồn luôn chị, thấy không? À, đẹp chưa? Rồi con này em bán cho chị là 2.500.000 nè ha. Đây nó đẹp, đẹp không tì vết nữa anh chị ha. Đó, thấy chưa, sạc pin của nó có luôn nha, quá xá đẹp cái máy rồi đó. Con này em bán cho chị là 2.500.000 đó nha, có chị nào cần cứ gọi cho em, giá trên đây là em chưa bao ship không chị ha, phí ship thì cứ cộng thêm 50.000 nữa ha. Đó, thấy chưa. Rồi mấy cái con này mà đưa cho mấy chú mấy bác mà khỏi nó tới vụ học hành đi ha, tại đưa cho mấy chú mấy bác mà mấy con này chơi mà gọi là chơi karaoke á, hơi bị đỉnh luôn á. Đó, VIP. Pin thì nó cầm là bao châu bò luôn nè, pin cầm lâu lắm nha. Đó. Nãy giờ em test cả tiếng đồng hồ mà nó còn gì là thua. Tại mình cố tình mình test cho nó có bị lỗi gì không á anh chị. i5 nha. Rồi cô anh chị nào cứ cần cứ hú thằng cháu ha. Đó. Rồi chào với chị nha, chúc anh chị sức khỏe nha, chào mọi người nha. Bên em đang video ngắn ngắn thôi, mọi người theo coi ủng hộ thằng cháu nha. Đó.